Trân trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2024. Chương trình tin tức ngày hôm nay sẽ do Lương Mỹ Linh và Lương Minh Châu phụ trách. Ngay bây giờ, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Mở đầu là phần tin liên quan đến thế giới, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên cho biết là Hoa Tịnh Đốn không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Hoa Kỳ để tấn công vào đất của Nga. Theo tạp chí Newsweek, đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine là Bridget Brink vừa có cuộc trao đổi với báo chí của Ukraine về các khoản viện trợ quân sự của Hoa Kỳ dành cho Kyiv. Ở tại đây, bà Brink nhấn mạnh đến lập trường của Hoa Tịnh Đốn, đó là không đồng ý cho Kyiv lấy vũ khí do mình cung cấp để tấn công vào lãnh thổ của Nga, bất kể uy lực của vũ khí đó ra sao. Bà Brink cho biết điểm đầu tiên trong việc giúp Ukraine tự vệ là cung cấp cho họ vũ khí. Tuy nhiên, quan điểm từ đầu của Hoa Kỳ đó là không cho phép và cũng không khuyến khích việc sử dụng vũ khí để tấn công vào Nga và những nơi ngoài lãnh thổ của Ukraine. Bên cạnh đó, bà Brink cũng ca ngợi về việc chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã bí mật chuyển cho Ukraine hệ thống phi đạn chiến thuật quân đội tầm xa, có khả năng đánh vào các mục tiêu ở trên lãnh thổ Nga trong nhiều tuần lễ qua. Đại sứ Hoa Kỳ ở Ukraine cho rằng đây là thông điệp mới, cho thấy sự cam kết với quốc phòng Ukraine không hề lay chuyển. Phát biểu của bà Brink được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Anh là ông David Cameron tuyên bố rằng Ukraine có quyền sử dụng vũ khí của Anh viện trợ để mà tấn công vào lãnh thổ của Nga. Trong nhiều tháng qua, giới chức Hoa Kỳ vẫn luôn bày tỏ lo ngại với việc Ukraine tấn công vào các mục tiêu trong lãnh thổ của Nga, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu. Hoa Tịnh Đốn lo ngại rằng những cuộc tấn công này sẽ làm leo thang căng thẳng chiến tranh giữa hai nước. Do đó, các khoản hỗ trợ quân sự của Hoa Tịnh Đốn dành cho Kyiv vẫn được thực hiện ở trên cơ sở đó là Ukraine cam kết không dùng vũ khí của Hoa Kỳ để tấn công vào đất Nga. Xảy ra nhiều vụ tấn công nhằm vào các dân biểu của Đức. Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 5 tháng 5 đã lên án vụ tấn công nhằm vào một trong những dân biểu của đảng ông tại Nghị viện châu Âu, cho rằng đây là mối đe dọa đối với nền dân chủ sau khi chính quyền nghi ngờ vụ việc có động cơ chính trị. Cảnh sát cho biết 4 đối tượng không rõ danh tính đã tấn công ông Matthias Aki, dân biểu của đảng Dân Chủ Xã Hội, khi ông này đang dán các áp phích cho cuộc bầu cử Liên minh châu Âu ở thành phố Dresden, phía đông nước Đức. Ông Aki, 41 tuổi, bị thương nặng và phải trải qua phẫu thuật tại bệnh viện. Phát biểu tại Đại hội các đảng xã hội châu Âu ở Berlin, Thủ tướng Olaf Scholz nói, những hành động này đang đe dọa nền dân chủ. Chúng ta không bao giờ chấp nhận những hành động bạo lực như vậy. Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser cũng nhận định, nếu cuộc tấn công có động cơ chính trị được khẳng định vài tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử ở châu Âu, thì đây là hành động bạo lực nghiêm trọng chống lại nền dân chủ. Dân biểu Aki, người đứng đầu danh sách bầu cử của đảng Dân Chủ Xã hội tại Nghị viện châu Âu ở tiểu bang Sachsen, là mục tiêu chính trị mới nhất bị tấn công ở Đức. Ngày 1 tháng 5, hai dân biểu đảng Xanh cũng bị ngược đãi khi đang vận động tranh cử ở Essen, miền Tây nước Đức. Tuần trước, hàng chục người biểu tình đã bao vây Phó Chủ tịch Quốc hội Katrin Göring-Eckardt thuộc đảng Xanh khi bà đang trong xe của mình ở miền đông nước Đức. Bầu cử địa phương ở tại nước Anh, ông Sadiq Khan tái đắc cử chức thị trưởng của thành phố London. Các kết quả công bố vào ngày hôm qua cho thấy là ông Sadiq Khan vẫn tiếp tục được bầu làm thị trưởng của London, giúp củng cố vị thế của công đảng trước thềm cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở tại Anh. Cụ thể là ông Khan đã giành được 43.8% số phiếu ủng hộ, so với 33% số phiếu ủng hộ của ứng cử viên đảng bảo thủ là Susan Hall. Đây là lần thứ ba liên tiếp ông Khan được bầu làm thị trưởng London và là chiến thắng mới nhất của công đảng trong cuộc bầu cử địa phương vừa qua. Ông Khan, 53 tuổi, đã trở thành thị trưởng người Hồi giáo đầu tiên của nước Anh vào năm 2016. Ông đã cam kết xây dựng thêm nhà ở xã hội và phối hợp với chính phủ công đảng trong tương lai để nhằm tăng cường năng lực của cảnh sát. Trước đó, sau khi kiểm phiếm bầu ở tại 102 trên 107 khu vực bầu cử, kết quả bầu cử địa phương về cơ bản đã ngã ngũ với chiến thắng áp đảo thuộc về công đảng đối lập của nhà lãnh đạo Keir Starmer. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy công đảng giành được 1.026 ghế ủy viên hội đồng địa phương, đồng thời kiểm soát 48 hội đồng địa phương. Các ứng cử viên của công đảng cũng đã có được 3 ghế thị trường trên tổng số 11 ghế được bầu. Trong khi đó, đảng bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Rishi Sunak được đánh giá là đang có mức tín nhiệm thấp nhất trong vòng 30 năm trở lại đây, khi chỉ giành được có 479 ghế của hội đồng địa phương, đồng thời kiểm soát được 5 hội đồng địa phương. 22 triệu người ở Nam Mỹ phải tha hương do nghèo đói và xung đột. Có nhất 22 triệu người dân Nam Mỹ đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do nghèo đói và xung đột, gây nhiều khó khăn cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo quốc tế, cũng như khiến tình trạng di cư trong khu vực ngày càng thêm trầm trọng.
Ông René Kuchber, đại diện cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn tại Mexico, cho biết đây là lượng người rời bỏ nhà cửa cao nhất tại Nam Mỹ từng được ghi nhận. Trong số này, người Venezuela chiếm tới 30%, tiếp đến là người Colombia, El Salvador và Honduras. Phát biểu tại cuộc hội thảo về người tị nạn tại thủ đô Mexico City, ông Kuchber nêu rõ tình trạng trên đòi hỏi các tổ chức quốc tế và các quốc gia có nhiều người rời bỏ nhà cửa cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc ngăn chặn dòng người tha hương, đồng thời tìm ra những biện pháp để giải quyết gốc rễ vấn đề, trong đó bao gồm việc nâng cao mức sống người dân và kiểm soát bạo lực. Đại diện cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn tại Mexico cho biết, nước này nằm trong danh sách 5 quốc gia tiếp nhận nhiều đơn xin tị nạn nhất trên thế giới với 273.000 trường hợp trong năm 2023, cao nhất kể từ năm 2018, nhưng chưa kể hàng trăm ngàn người quá cảnh để vào nước Mỹ. Ông Kuchber cho biết trong số người xin tị nạn trên, 42% là người phụ nữ, trong khi 24% là trẻ em. Điều này phản ánh xu hướng số đơn xin tị nạn theo nhóm gia đình, cũng như những nhóm dễ tổn thương ngày càng gia tăng. Tây Ban Nha và Argentina đang lời qua tiếng lại, là càng leo thang căng thẳng. Theo Reuters, Tây Ban Nha và Argentina chỉ trích nhau sau khi Bộ trưởng Giao thông của Tây Ban Nha là Oscar Puente cho rằng Tổng thống Argentina là ông Javier Milei sử dụng ma túy. Cụ thể, trong một cuộc thảo luận ở Salamanca của Tây Ban Nha gần đây, thì Bộ trưởng Puente cáo buộc nhà lãnh đạo của Argentina, Tổng thống Javier Milei, đã dùng ma túy trong cuộc bầu cử ở tại quốc gia Nam Mỹ này vào năm ngoái. Văn phòng của Tổng thống Javier Milei đã đưa ra tuyên bố lên án những lời bình luận này, đồng thời công kích cả Thủ tướng Tây Ban Nha ông Pedro Sanchez. Họ cáo buộc ông Sanchez gây nguy hiểm cho phụ nữ Tây Ban Nha bằng cách cho phép nhập cư bất hợp pháp, phá hoại sự toàn vẹn của quốc gia khi ký thỏa thuận với phe ly khai và rằng các chính sách của ông Sanchez mang tới sự chết chóc và nghèo đói cho người dân Tây Ban Nha. Bộ Ngoại giao của Tây Ban Nha sau đó chỉ trích tuyên bố của văn phòng Tổng thống Argentina Javier Milei. Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho rằng những phát ngôn của Argentina không phản ánh mối quan hệ giữa hai nước và người dân của hai quốc gia. Theo Reuters, sau khi ông Javier Milei chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Argentina vào cuối năm ngoái, thì quan hệ giữa Argentina và Tây Ban Nha đã nguội lạnh một cách đáng kể. Ông Milei là Tổng thống của Argentina công khai ủng hộ cho đảng Vox, là đảng theo đường lối cực hữu, phản đối nhập cư của Tây Ban Nha. Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha ông Pedro Sanchez thuộc về đảng xã hội. Trong hai tuần nữa, thì Tổng thống Milei sẽ đến Tây Ban Nha để dự một sự kiện vào ngày 18 và ngày 19 tháng 5 do đảng đối lập Vox tổ chức. Trong khi đó, đảng Vox thì đang chạy đua với đảng xã hội để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử ở Âu Châu vào tháng tới. Tòa án Nepal hạn chế cấp phép leo đỉnh Everest. Tòa án tối cao Nepal vừa ra phán quyết yêu cầu hạn chế số lượng giấy phép leo núi đối với đỉnh Everest và các đỉnh núi khác trước khi bước vào kỳ leo núi mùa xuân. Hãng tin AFP dẫn lời một luật sư giấu tên xác nhận phán quyết trên được đưa ra trước khi Nepal tiếp đón lượng du khách lớn đổ về dãy Himalaya trong kỳ leo núi mùa xuân. Luật sư Deepak Bikram Mishra, người đã đệ đơn yêu cầu giới hạn số giấy phép, cho biết tòa án ra quyết định này nhằm giải quyết những lo ngại về tác động tiêu cực đến môi trường tại Nepal. Ông Mishra nói thêm rằng tòa án đã yêu cầu giới hạn số người leo núi, đồng thời đưa ra các biện pháp nhằm quản lý chất thải và bảo vệ môi trường trên núi. Theo đài CNN, tình trạng quá tải du khách và rác thải là hai trong những vấn đề lớn nhất xảy ra với đỉnh Everest trong những năm gần đây. Mùa leo núi năm 2024 sẽ là mùa đầu tiên Nepal yêu cầu tất cả những người leo núi sử dụng túi đựng chất thải do chính phủ cấp, sau đó họ phải tự mang theo chúng khi quay về. Phán quyết của Tòa án tối cao Nepal được đưa ra vào cuối tháng 4 và bản tóm tắt vừa được công bố trong tuần này. Bản tóm tắt phán quyết nêu rõ các ngọn núi có sức chứa nhất định, vì vậy chính phủ Nepal cần phải phát hành số lượng giấy phép phù hợp. Tuy nhiên, văn bản này không đề cập đến số lượng giấy phép cụ thể sẽ được cấp. Trước đó, Nepal cấp giấy phép leo núi đặc biệt cho tất cả những ai muốn chinh phục đỉnh Everest với mức phí tương đương 11.000 Mỹ Kim. Ngoài ra, họ còn phải bỏ ra gần 35.000 Mỹ Kim để mua thiết bị, thực phẩm, bình oxygen và nhiều thứ khác. Liên quan đến thực phẩm, thưa quý vị, bản tin cho biết là khoảng chừng 1/3 nhân loại phải đối mặt với nạn đói. Tuy nhiên, tỷ lệ lãng phí thực phẩm thì vẫn tăng cao. Theo báo cáo chỉ số rác thải thực phẩm của chương trình môi trường của Liên Hiệp Quốc cho biết, gần 1/5 lương thực, thực phẩm được sản xuất ở trên toàn cầu trong năm 2022 đã bị lãng phí tương đương với khoảng chừng 1 tỷ tấn. Mặc dù khoảng chừng 1/3 nhân loại đang phải đối mặt với nạn đói,
Báo cáo được công bố khi mà chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc đang theo sát về tiến độ của các quốc gia trong nỗ lực giảm đi khoảng 50% lượng rác thải thực phẩm vào năm 2030 đã được đề ra ở trong mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, số liệu thống kê nói trên tồi tệ hơn nhiều so với con số ghi nhận được ở trong báo cáo trước đó được công bố vào 2021, khi mà lượng rác thải thực phẩm của năm 2019 là 931 triệu tấn. Dữ liệu từ báo cáo mới nhất cho thấy trong số 1.05 tỷ tấn rác thải thực phẩm của năm 2022 thì có khoảng 60% đến từ các gia đình. Trong khi tỷ lệ này ở lĩnh vực dịch vụ thực phẩm và bán lẻ lần lượt là 28% và 12%. Tính trung bình, mỗi người bỏ phí 79 kg thực phẩm mỗi năm, tương đương với khoảng chừng một bữa ăn một ngày đối với những người trên thế giới bị ảnh hưởng bởi nạn đói. Trong khi đó, khoảng 29.6% dân số toàn cầu đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực. Theo báo cáo, tình trạng lãng phí thực phẩm cũng tác động đến khí hậu, nhưng dữ liệu gần đây cho thấy thất thoát và lãng phí lương thực đã gây ra từ 8 cho đến 10% lượng phát thải khí nhà kính hàng năm ở trên toàn cầu, tức là gấp 5 lần mức phát thải của ngành hàng không. Cảm ơn quý vị khán thính giả với giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Quân nhân lục quân bị tố cáo thông đồng với anh ruột âm mưu giết người. Một trung sĩ lục quân Hoa Kỳ và anh ruột bị buộc tội trong một âm mưu giết mướn bất thành nhắm vào 4 người, trong đó có 2 trẻ vị thành niên. Quân nhân Jeremiah Parker, 30 tuổi, bị cảnh sát tiểu bang Connecticut bắt giữ vì bị buộc tội âm mưu cùng anh ruột Joshua Parker, 32 tuổi, người đang bị giam giữ tại trung tâm cải huấn Corrigan tại Uncasville vào thời điểm thực hiện âm mưu. Theo kế hoạch mưu sát, Joshua được cho là mồi chài một bạn tù bị giam chung phòng để thuê một sát thủ hồi năm 2022, nhắm vào 4 người, một phụ nữ 29 tuổi, một nam thanh niên 23 tuổi, một bé gái 10 tuổi và một bé gái 1 tuổi. Người bạn tù nói với Joshua rằng ông sẽ tìm một sát thủ bên ngoài nhà tù để thực hiện vụ mưu sát với số tiền 10.000 Mỹ Kim mỗi người và đòi 500 Mỹ Kim lệ phí tìm người. Vụ giết mướn bị phát giác khi bạn tù của Joshua gửi một lá thư biên tay cho người phụ nữ 29 tuổi kể chi tiết âm mưu lấy mạng bà. Người phụ nữ trình báo cảnh sát tại Groton, Connecticut. Cảnh sát cho biết họ bắt đầu điều tra vụ án hồi tháng 10 năm 2022. Tháng 12 năm 2023, Jeremiah được cho là thừa nhận với các nhà điều tra ở Texas. Anh là người trả số tiền và biết số tiền đó nhằm mục đích hãm hại người phụ nữ 29 tuổi. Tuy nhiên, anh khẳng định là không biết những đứa trẻ có dính líu trong vụ án. Luật gia Charlie Spice giã từ Đảng Cộng Hòa toàn quốc chỉ sau có 2 tháng. Luật sư trưởng Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa RNC Charlie Spice sẽ từ giã tổ chức đảng phái chỉ có vài tháng sau khi nhậm chức. NBC News trước đó đưa tin rằng Spice được NRC mướn vào tháng 3 để dẫn dắt các chiến dịch pháp lý của ủy ban này trong bối cảnh cuộc cải cách giới lãnh đạo của RNC và thời điểm ông Donald Trump tán thành ông Michael Watley để đứng đầu RNC và định hình lại ủy ban này để hoạt động hiệu quả theo ý của ông ta. Spice từng được một giới chức chiến dịch mô tả là một người giỏi nhất ở trong lĩnh vực pháp lý, biết rõ những sơ hở của ủy ban bầu cử liên bang hơn bất kỳ ai, nhưng lại là một khẩu súng đi bắn thuê. Tuy nhiên, Spice không phải là người hâm mộ cựu Tổng thống. Ông từng làm việc cho thống đốc tiểu bang Florida là Ron DeSantis trong thời kỳ bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Luật sư lâu năm của Đảng Cộng Hòa được biết đến nhờ mở rộng việc tận dụng siêu ủy ban hành động chính trị PAC sau quyết định mang tính bước ngoặt của phán quyết Citizens United. Spice cũng đứng sau Right to Rise là siêu PAC mà Jeb Bush từng tận dụng trong chu kỳ bầu cử 2016 để gây quỹ kỷ lục là 100 triệu Mỹ Kim trong những tháng trước khi mà chính thức tuyên bố ứng cử. Lũ lụt tiếp tục gây thiệt hại cho Texas, ít nhất 224 người được giải cứu. Có ít nhất 224 người được giải cứu vì mắc kẹt trong nhà và xe cộ ở quận Harris, Texas. Một giới chức dự kiến sẽ có thêm nhiều cơn mưa vào cuối tuần do bão mạnh và mưa như trút nước làm hư hại nhà cửa cho người dân di tản. Phần lớn mưa sẽ trút xuống miền Tây và miền Trung Texas, nhưng có thể mưa nặng hạt hơn sẽ lại đổ xuống Houston. Những cơn bão trong tuần này chỉ là cơn bão mới nhất trong hàng loạt các thảm họa thời tiết khắc nghiệt tàn phá Texas tính từ đầu tháng 4. Hàng chục cơn lốc xoáy tấn công từ vùng cực Bắc tới duyên hải vùng vịnh. Một số nơi trong tiểu bang bị mưa đá cỡ trái banh bóng chày và lượng mưa tương đương nhiều tháng trút xuống
xuống miền đông Texas. Trung tâm dự báo cuồng phong ban hành báo động lốc xoáy cho miền tây nam Texas, gồm có San Angelo và Del Rio. Những cơn dông bão hung tợn có thể tạo ra một vài cơn lốc xoáy, mưa đá và sức gió tàn phá lên tới 70 dặm một giờ, có thể càn quét toàn khu vực. Các trận mưa lớn làm các con đường chìm trong nước và làm mực nước sông dâng cao, dẫn tới công chúng phải di tản và nhiều người mắc kẹt trong lũ lụt cần ứng cứu. Một chiếc xe đâm vào cổng của tòa Bạch Ốc và tài xế đã thiệt mạng. Cơ quan mật vụ cho biết là một tài xế vừa thiệt mạng sau khi đâm xe vào cổng bên ngoài của tòa Bạch Ốc. Cơ quan mật vụ tuyên bố trên mạng xã hội rằng một phương tiện di chuyển với tốc độ cao đã va chạm với cổng vòng ngoài của tòa Bạch Ốc, đồng thời nhấn mạnh rằng không có mối đe dọa nào đối với tòa nhà này. Theo tuyên bố, các cảnh sát có mặt ở hiện trường đã cố gắng hỗ trợ người tài xế được phát hiện là đã tử vong. Theo một phát ngôn viên của mật vụ là Anthony Guillemi, lực lượng mật vụ cùng với cảnh sát và lính cứu hỏa của khu vực thủ đô Washington DC đã mở cuộc điều tra về sự việc. Ông cho biết là không có mối đe dọa hoặc là ảnh hưởng đến an toàn công cộng. Vào tháng 1, lực lượng hữu trách đã bắt giữ một người khác cũng đâm xe vào cổng bên ngoài tòa Bạch Ốc. Tòa Bạch Ốc chứng kiến một loạt vụ xâm phạm trong những năm gần đây, dẫn đến việc xây dựng một hàng rào kim loại cao hơn, cứng cáp hơn xung quanh dinh thự vào năm 2020. Đổ rác xuống biển, hai thiếu niên Florida có thể ngồi tù 5 năm. Hai thiếu niên Florida vừa ra đầu thú và bị truy tố tội đại hình gây ô nhiễm sau khi video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy họ đứng trên tàu đổ rác xuống Đại Tây Dương, theo giới chức và hồ sơ tòa án. Hai nghi can 15 và 16 tuổi, mỗi người bị truy tố tội gây ô nhiễm môi trường nhằm hãm hại hoặc làm tổn thương sức khỏe con người, động vật, thực vật hoặc sinh vật hay tài sản dưới nước, theo biên bản bắt giữ của Ủy ban Bảo tồn Cá và Động thực vật Florida. Đó là tội đại hình cấp độ 3. Nếu bị kết tội, hai nghi can có thể bị tối đa 5 năm tù và nộp phạt 50.000 Mỹ Kim. Trong thông báo của Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật Florida mới đây, ông Rodney Barreto, chủ tịch cơ quan này, tuyên bố ai coi thường môi trường Florida sẽ không được tha thứ. Ông nói thêm đây là bài học cho tất cả những người nào liên quan đến tài nguyên thiên nhiên của Florida, vì nó rất quý giá và tất cả chúng ta nên góp sức bảo vệ. Sự việc xảy ra trong vịnh Boca và video cho thấy hai thiếu niên này lái tàu ra về sau khi dự ngày hội Boca Bash thường niên ở đó. Trong video được đăng lên YouTube, hai thiếu niên mỗi người đổ một thùng rác đầy xuống biển, gồm chai nước nhựa, lon, bao thức ăn, ly nhựa và nhiều thứ khác không biết là gì. Boca Bash là bữa tiệc lớn dưới biển, mỗi năm thu hút hàng ngàn người. Phía ban tổ chức Boca Bash lên Facebook tuyên bố hành vi của hai thiếu niên này không tiêu biểu cho tất cả những người tham gia. California là tiểu bang mà người dân khó để dành tiền trên nhất nước Mỹ. California là tiểu bang mà cư dân khó có thể để dành tiền nhất nước Mỹ, theo phúc trình đã được Forbes Advisor công bố mới đây. Cụ thể là California có chỉ số chi phí sinh hoạt cao hàng thứ tư của cả nước, dựa trên dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu và Thông tin Kinh tế Missouri. Theo phúc trình, chi phí nhà cửa là nguồn tiêu hao lớn cho ngân sách của cư dân California. Tiểu bang này xếp thứ hai về phần lợi tức mà cư dân dùng để trả tiền nhà, tức là khoảng 24.51%. Ngoài chi phí nhà cửa, người dân còn khó nhọc để trả những khoản chi tiêu khác hàng ngày. California xếp hàng thứ sáu về tỷ lệ cư dân gặp khó khăn trong việc trang trải chi tiêu bình thường cho gia đình. Khảo sát của cơ quan thống kê dân số hồi tháng riêng và tháng 2 cho biết, 34.53% gia đình ở California cho biết là khó trang trải chi tiêu bình thường trong tuần trước. Để giảm bớt chi phí ở những nơi đắt đỏ như vậy, Forbes Advisor khuyên cư dân cố gắng nấu ăn ở nhà để hạn chế tối đa ăn ở ngoài, dọn sang nhà nhỏ hơn, chọn phương tiện đi lại rẻ hơn và loại bỏ những thẻ thành viên không sử dụng hoặc là ít khi sử dụng. Nối tiếp California, Hawaii là tiểu bang cư dân khó để giành được tiền thứ nhì, theo phúc trình, và xếp thứ ba đó là tiểu bang Nevada, thứ tư là Oregon và thứ năm là Maryland. Trong khi đó, năm tiểu bang cư dân dễ để dành tiền nhất nước Mỹ lần lượt đó là North Dakota, South Dakota, Kansas, Missouri và Iowa. Tesla, xe điện Mỹ kiện bình điện Tesla Ấn Độ. Reuters đưa tin nhà sản xuất xe hơi Tesla của Elon Musk vừa kiện một nhà sản xuất bình điện Ấn Độ vì vi phạm tên thương mại khi dùng nhãn hiệu Tesla Power để quảng cáo sản phẩm, đồng thời yêu cầu một thẩm phán New Delhi ban hành lệnh cấm vĩnh viễn và bồi thường thiệt hại. Tuần này, trong phiên điều trần tại tối cao Pháp viện New Delhi, Tesla cho biết công ty Ấn Độ tiếp tục quảng cáo sản phẩm của họ với nhãn hiệu Tesla Power, bất chấp thông báo ngừng hoạt động từ hồi tháng 4 năm 2022.
Theo hồ sơ tố tụng đăng trên trang mạng tòa án, trong phiên điều trần, công ty Ấn Độ Tesla Power India PVT Ltd lập luận hoạt động kinh doanh chính của họ là sản xuất bình điện chì axit và không có ý định sản xuất xe điện. Thẩm phán cho phép Tesla Power 3 tuần để hồi âm bằng văn bản sau khi họ giao ra một bộ tài liệu hỗ trợ cho việc biện hộ. Tesla của tỷ phú Elon Musk được thành lập tại tiểu bang Delaware và tố cáo công ty Ấn Độ sử dụng tên thương mại Tesla Power và Tesla Power USA. Hồ sơ tố cáo có hình chụp màn hình của một trang mạng cho thấy Tesla Power USA LLC cũng đặt trụ sở chính tại Delaware và được công nhận là công ty tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực bình điện có giá cả phải chăng với hoạt động rất ăn khách tại Ấn Độ. Một đại diện của Tesla Power nói với Reuters rằng họ có mặt tại Ấn Độ từ rất nhiều năm trước khi Tesla của ông Musk ra đời và nhận được tất cả sự chấp thuận của chính phủ. Trong khi đó, Tesla nói với thẩm phán rằng họ phát giác ra Tesla Power đang dùng tên nhãn hiệu của Tesla vào năm 2022 và cố gắng ngăn chặn công ty này làm như vậy nhưng bất thành nên buộc họ phải đệ đơn kiện. Phiên điều trần tiếp theo vụ kiện nhãn hiệu Tesla Power sẽ được xét xử vào ngày 22 tháng 5. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Á Châu, thưa quý vị. Hoa Kỳ có thể là đã tạm dừng chuyển vũ khí cho Israel. Hai giới chức ở Israel nói, chính quyền của Tổng thống Biden vào tuần trước đã tạm dừng chuyển lô hàng vũ khí do Hoa Kỳ sản xuất cho Israel. Các giới chức của Israel cho biết, hành động ngừng chuyển lô vũ khí đã làm dấy lên lo ngại trong chính phủ nước này và khiến cho các giới chức phải nỗ lực tìm hiểu lý do mà lô hàng bị đình chỉ. Nếu thông tin này xác thực thì đây sẽ là lần đầu tiên mà Hoa Kỳ dừng chuyển vũ khí quân đội cho Israel kể từ khi Hamas tấn công vào Israel khiến xung đột ở Gaza bùng phát. Thông tin đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Biden đối mặt với làn sóng chỉ trích của người dân trong nước về chính sách ủng hộ cho Israel. Hồi tháng 2, chính quyền của ông Biden yêu cầu Tel Aviv phải bảo đảm vũ khí do Hoa Kỳ sản xuất được lực lượng phòng vệ Israel sử dụng theo đúng luật pháp quốc tế ở dải Gaza. Israel đã chuyển thư bảo đảm cho Mỹ vào tháng 3. Hoa Thịnh Đốn gần đây bày tỏ lo ngại và phản đối kế hoạch tấn công thành phố Rafah, cho rằng hành động này sẽ làm tổn hại hơn đến 1 triệu dân thường Palestine đang trú ẩn ở trong khu vực. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ là ông Jake Sullivan vào ngày hôm qua cho biết, chính quyền của Tổng thống Biden đã nói rõ với Tel Aviv rằng cách mà họ tiến hành chiến dịch ở Rafah sẽ ảnh hưởng đến chính sách của nước Mỹ đối với cuộc chiến ở tại dải Gaza. Campuchia ước tính số tiền kiếm được từ vận tải qua kênh đào Phù Nam Teco. Phát biểu tại sự kiện về nỗ lực và các kế hoạch của Hội đồng Phát triển Campuchia, Phó Thủ tướng Campuchia đưa ra ước tính số tiền nước này kiếm được từ phí vận tải qua kênh đào Phù Nam Teco. Theo đó, Campuchia hy vọng sẽ thu được 88 triệu Mỹ Kim mỗi năm từ vận tải qua kênh đào Phù Nam Teco vào năm 2050 và sau đó đạt 570 triệu Mỹ Kim mỗi năm. Ông Sun Chantho nhấn mạnh dựa trên tính toán, dự án kênh đào Phù Nam Teco sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế Campuchia như tỷ lệ việc làm, nguồn thu ngân sách quốc gia từ thuế, đô thị hóa, xây dựng và bất động sản. Ông Sun Chantho còn nói những lợi ích bổ sung do dự án kênh đào Phù Nam Teco sẽ mang lại, bao gồm việc thành lập các khu thương mại và trung tâm hậu cần, mở rộng các khu phát triển nông nghiệp, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi. Trước đó, Khmer Times ngày 18 tháng 1 đưa tin, dự án kênh đào Phù Nam Teco kết nối sông Mekong với tỉnh Kep ven biển ở Campuchia sẽ tiến hành lễ động thổ trong năm nay. Dự án kênh đào Phù Nam Teco sẽ xây dựng 3 đập thủy điện, 11 cây cầu, lối đi ven bờ dài 208 cây số và cung cấp hỗ trợ giao thông đường thủy cũng như các hạ tầng cơ sở xuyên sông khác. Việc xây dựng dự án đường thủy mới ước tính cần 1,7 tỷ Mỹ Kim và khoảng 4 năm để hoàn thành. Trong thời gian qua, dự án kênh đào Phù Nam Teco được dư luận cũng như các nước Mekong đặc biệt quan tâm và thường xuyên có những phân tích về tác động đối với nguồn nước và khu vực. Một nhà ngoại giao Afghanistan phải từ chức do bị nghi buôn lậu đến 25 kg vàng. Theo tờ India Today, Tổng lãnh sự của Afghanistan ở Ấn Độ là bà Zakia Wardak vừa phải từ chức sau khi có thông tin cho rằng bà liên quan đến một vụ buôn lậu vàng từ Dubai. Theo đó, bà bị bắt quả tang mang theo 25 kg vàng đến sân bay ở Mumbai vào tháng trước. Tuy nhiên, bà Wada không bị bắt do được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. Theo các nguồn tin, nhà ngoại giao Afghanistan và con trai đã đến sân bay Mumbai trên chuyến bay của Emirates từ Dubai vào ngày 25 tháng 4. Bà chọn không khai báo với các nhân viên thuế quan. Tuy nhiên, cơ quan chống buôn lậu của Ấn Độ đã ngăn bà lại trước khi kịp rời khỏi khuôn viên của sân bay và nhất quyết yêu cầu kiểm tra.
Hành lý không có vấn đề gì, nhưng việc kiểm tra cá nhân đã phát hiện ra có hơn 20 thỏi vàng được bà Wardak giấu ở trong quần áo. Số vàng đã bị tịch thu vì bà không thể cung cấp bất kỳ tài liệu nào để xác nhận nguồn gốc của nó. Thông thường, ở trong thông báo ở trên mạng xã hội, bà Wardak cho rằng nguyên nhân bà từ chức là do bị tấn công cá nhân và phỉ báng, và không chỉ bà mà cả người thân cũng như gia đình bà cũng bị ảnh hưởng. Bà nhấn mạnh rằng những cuộc tấn công bôi nhọ đó đã vượt quá ngưỡng mà bà có thể chấp nhận được. Nhà ngoại giao này được bổ nhiệm bởi chính phủ của Ashraf Ghani trước đây ở Afghanistan, nhưng chính phủ này đã bị thay thế bởi phe Taliban vào năm 2021. Ấn Độ hiện nay vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với chính quyền cũ của Afghanistan, và bà Wardak hiện nay là nhà ngoại giao cao nhất của nước này ở tại đây. Trong thông báo từ chức, bà cũng gửi lời cảm ơn đến chính phủ Ấn Độ, nhưng không nhắc gì đến vụ việc vào cuối tháng 4 vừa qua. Trung Quốc xây mạng lưới vệ tinh khổng lồ cạnh tranh với Mỹ. Quân đội Mỹ lâu nay được cho là nắm giữ lợi thế then chốt so với quân đội Trung Quốc khi có thể tấn công các mục tiêu di động ở khoảng cách cực xa. Nhưng sự độc quyền đó đã kết thúc. Thiếu tướng Greg Gagnon, phó giám đốc hoạt động không gian tình báo Mỹ, phát biểu mới đây. Theo Defense One, dẫn lời tướng Greg Gagnon, rất ít quốc gia có được lợi thế đó. Kiến trúc được thiết kế để tham chiến và duy trì trong chiến tranh. Mục đích của trinh sát và giám sát từ trên cao nhằm giúp quân đội đưa ra các quyết định về kiểm soát hỏa lực. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc có thể theo dõi mục tiêu từ khoảng cách xa, ngay cả khi những mục tiêu đó là thiết bị di động. Ông Gagnon giải thích thêm. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực khẳng định mình là một lực lượng quân sự lớn trong không gian. Số lượng tàu vũ trụ của Trung Quốc trên quỹ đạo tăng khoảng 500% kể từ khi bộ phận quân sự không gian của nước này được thành lập vào năm 2015. Trung Quốc còn phóng hơn 400 vệ tinh trong 2 năm qua, hơn một nửa trong số đó được thiết kế để theo dõi mọi thứ trên trái đất. Các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ cảnh báo nước này phải tăng cường nỗ lực nếu muốn tránh bị đánh bại trong cuộc đua giành quyền thống trị không gian. Ông Troy Mink, phó giám đốc văn phòng trinh sát quốc gia Mỹ, cho rằng lần đầu tiên sau nhiều thập niên, vai trò dẫn đầu của Mỹ về không gian và công nghệ vũ trụ đang bị thách thức. Cảnh sát của Úc bắn hạ một thiếu niên 16 tuổi cầm dao đâm người. Và hôm qua, một thanh thiếu niên 16 tuổi thủ dao ở trong người đã bị cảnh sát bắn hạ sau khi đâm một người đàn ông ở thành phố Perth thuộc vùng duyên hải miền Tây của nước Úc. Thủ hiến miền Tây Úc là Roger Cook đã nói với các phóng viên rằng sự việc xảy ra ở bãi đậu xe của một cửa hàng kim khí tọa lạc ở vùng ngoại ô Wellington. Hung thủ là thiếu niên tấn công một người đàn ông và rồi lao tới các sĩ quan cảnh sát trước khi bị bắn hạ. Cảnh sát tìm thấy một người đàn ông với vết thương ở lưng. Ông được chở đi bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định. Cảnh sát và các đặc vụ thuộc về Tổ chức Tình báo An ninh của Úc cũng đang tiến hành một cuộc điều tra chống khủng bố ở thành phố Duyên Hải miền đông của Sydney, từ lúc có một thiếu niên 16 tuổi khác đâm chết một đức giám mục và linh mục chính thống giáo trong một nhà thờ vào ngày 15 tháng 4. Một số lãnh tụ Hồi giáo chỉ trích cảnh sát của Úc vì tuyên bố vụ đâm vào đức giám mục ở trong nhà thờ vào tháng trước là một hành động khủng bố, chứ không phải là như một vụ bạo loạn xảy ra 2 ngày trước đó ở tại một trung tâm mua sắm ở Sydney, làm cho 6 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Thủ tướng Úc, ông Anthony Albanese, cho biết ông rất sốc khi được cảnh sát liên bang và tổng giám đốc của Tổ chức Tình báo An ninh là Mike Burgess loan báo về vụ đâm người mới nhất ở thành phố Perth. Nam Hàn trao quyền quyết định chỉ tiêu tuyển sinh ngành y cho các trường đại học. Chính phủ Nam Hàn đã rút lại kế hoạch tăng chi tiêu tuyển sinh vào trường y trong bối cảnh bế tắc trong đàm phán với các hiệp hội bác sĩ của nước này. Một giới chức ngành y tế Nam Hàn vừa cho biết Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Nam Hàn Park Min-soo nói rằng chính phủ đã quyết định trao quyền tự chủ cho các trường đại học trong việc quyết định chỉ tiêu tuyển sinh ngành y trong khoảng từ 50 đến 100% cho năm học 2025 nhằm giải quyết sự bế tắc kéo dài nhiều tháng qua. Ngoài ra, chính phủ Nam Hàn cũng đã trì hoãn việc đình chỉ giấy phép đối với các bác sĩ đã không hoạt động trong nhiều tháng, theo chính sách bố trí linh hoạt kể từ cuối tháng 3. Chính phủ cũng không ban hành lệnh điều động nào đối với các giáo sư trường y đã từ chức cùng với sinh viên của họ. Những biện pháp này được coi là một sự thỏa hiệp và nỗ lực của chính phủ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng y tế ở Nam Hàn kéo dài hơn 2 tháng. Tuy nhiên, các hiệp hội bác sĩ vẫn kiên quyết với vấn đề này và tiếp tục kêu gọi chính phủ xem xét lại từ đầu kế hoạch cải cách y tế. Cuộc đình công của các bác sĩ tập sự đã gây ra sự hỗn loạn lớn trong lĩnh vực y tế của Nam Hàn vì họ đóng vai trò quan trọng trong các bệnh viện lớn và các trợ lý bác sĩ cùng nhân viên y tế khác đang phải gồng mình giải quyết những công việc mà các bác sĩ tập sự để lại. Nông dân trồng sầu riêng ở Thái Lan hiện nay đang khổ sở vì trời nắng nóng. Sầu riêng là một trong những loại trái cây nổi tiếng và được xuất cảng nhiều của Thái Lan, được trồng ở tại vương quốc này từ hàng trăm năm qua.
Tuy nhiên, đợt nắng nóng dữ dội đang bao trùm vùng Đông Nam Á đã khiến cho năng suất sầu riêng của Thái Lan bị suy giảm và chi phí thì gia tăng. Nhiều người trồng và bán sầu riêng đã trở nên hoảng sợ khi hiện tượng nóng lên toàn cầu đã gây ảnh hưởng đến việc buôn bán loại trái cây sinh lời cao này. Mùa sầu riêng thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6, nhưng do nhiệt độ tăng cao, có lúc lên đến 40 độ C trong thời gian gần đây ở tại Chantaburi và tình trạng hạn hán kéo theo đó đã khiến cho vụ thu hoạch bị rút ngắn lại. Do không có mưa cho nên từ tháng 3, tình trạng hạn hán buộc người dân Busaba phải dùng xe tải để mua nước tưới cây. 10 xe tải chở 120.000 lít nước chỉ đủ để tưới một lần cho 1.6 hectare và mỗi ngày đều phải tưới, khiến cho tốn đến hàng ngàn Mỹ Kim. Sầu riêng là nông sản xuất cảng giá trị thứ 3 của Thái Lan sau gạo và cao su. Khoảng 95% là xuất sang Trung Quốc. Năm ngoái, Trung Quốc mua gần 4.6 tỷ Mỹ Kim sầu riêng từ Thái Lan, theo số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc công bố. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Việt Nam. Phạm Thái Hà thành khẩn nộp tiền sau khi biết Vương Đình Huệ mất ghế. Bị can Phạm Thái Hà, 48 tuổi, trợ lý của ông Vương Đình Huệ, người vừa mất ghế Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Việt Nam, được ghi nhận khai báo với thái độ thành khẩn, chủ động khắc phục hậu quả thiệt hại. Bị can Hà được biết đến là tay hòm chìa khóa của ông Huệ và đi theo làm trợ lý cho ông Huệ, từ lúc ông này còn làm tổng kiểm toán nhà nước cho đến khi làm người đứng đầu Quốc hội. Bị can Hà bị bắt ngay tại phi trường Nội Bài sau chuyến thăm Trung Quốc của ông Huệ, nhưng Bộ Công an chỉ xác nhận tin này với cáo buộc ông Hà dính đến vụ án liên quan tập đoàn Thuận An. Ngoài bị can Phạm Thái Hà, hai bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Thuận An và Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cũng được ghi nhận thành khẩn khai báo sau khi bị bắt. Đáng lưu ý, ông Tô Ân Sô, trợ lý của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói thêm rằng Bộ Công an kêu gọi những ai mắc sai phạm trong vụ Thuận An báo cáo trung thực với tổ chức hoặc tự thú để được hưởng khoan hồng. Phát ngôn này được hiểu là lời đe dọa sẽ có thêm giới chức cấp cao bị bắt trong những ngày tới vì dính đến vụ Thuận An. Tuy vậy, dựa vào các vụ xin thôi chức của một số lãnh đạo trong thời gian qua, như hai cựu chủ tịch nước là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Võ Văn Thưởng, người ta ngầm hiểu rằng giới chức tứ trụ được quyền miễn truy tố và hạ cánh an toàn sau khi rời ghế. Quản trị viên nhóm Phố Đèn Đỏ Hải Dương bị bắt vì bán dâm. Bị can Vũ Thị Tuyết, 36 tuổi ở Hải Dương, vừa bị bắt và khởi tố với cáo buộc là bán dâm. Theo báo Tuổi Trẻ, Tuyết cùng với 4 cô gái khác bị bắt quả tang ở thành phố Hải Dương. 4 cô gái khai rằng mình được Tuyết điều để đi phục vụ cho khách. Công an địa phương cáo buộc Tuyết từng làm gái mại dâm bên Lào, hiện nay là quản trị viên của nhóm Facebook Phố Đèn Đỏ Hải Dương và nhóm chat Telegram Check RV Hải Dương, thu hút đến hàng ngàn thành viên chuyên môi giới mại dâm. Công an Hải Dương cho hay trước lúc bị bắt, bị can này đã bị chặn xuất cảnh đi thành phố Bamako thuộc về nước Cộng hòa Mali ở châu Phi vào ngày 19 tháng 4 để hành nghề và trốn tránh sự truy đuổi của công an. Hiện nay nhà chức trách đang điều tra mở rộng vụ án môi giới mại dâm ở tại Hải Dương. Trong một diễn biến khác, ba bị cáo Lê Thị Bích Phượng, Nguyễn Hoàng Phong và Nguyễn Thị Kim Yến vừa bị tòa án Cần Thơ kết án từ 16 đến 23 năm tù với cáo buộc là buôn bán nhiều phụ nữ để làm tiếp viên quán karaoke ôm. Riêng bị cáo Hoàng Văn Độ, quê ở Bình Dương, là đồng phạm trong vụ này, bị kết án 5 năm tù với cáo buộc mua bán người. Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng cho hay hai bị cáo Phượng và Phong lừa bán 5 cô gái, trong đó có 2 bé gái chưa đủ 16 tuổi, 4 người là dân tộc thiểu số, vào các tiệm karaoke ôm ở Cần Thơ. Mỗi nạn nhân bị bán với giá là từ 1.377 cho đến 2.557 Mỹ Kim. Tiền điện của 1,8 triệu khách hàng ở Sài Gòn tăng vọt. Khoe tiền điện đang trở thành xu hướng trong các hội nhóm trên mạng xã hội Việt Nam trong những ngày gần đây, khi nhiều người bất ngờ vì tiền điện tháng 4 năm 2024 tăng vọt. Chị Hạnh ngụ Sài Gòn cho biết chị thanh toán hóa đơn tiền điện hơn 137 Mỹ Kim, so với tháng trước mức tăng chỉ tương đương hơn 8%. Thế nhưng khi so với thời điểm từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, hóa đơn tiền điện trong tháng 4 và tháng 5 năm 2024 đã tăng gần gấp đôi. Cũng cùng cảnh ngộ, gia đình anh Tuấn thanh toán hóa đơn tiền điện tháng 4 năm 2024 là hơn 302 Mỹ Kim. So với các tháng trước, tăng thêm gần 98 Mỹ Kim mỗi tháng. Lý giải việc hóa đơn tiền điện sinh hoạt tăng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả Bộ Tài chính cho biết, biểu giá điện sinh hoạt đang có tới 6 bậc, khách sử dụng càng nhiều giá càng cao.
Ông Long nói rằng do nắng nóng, các gia đình thường tiêu thụ điện năng nhiều hơn, thông thường sẽ rơi vào bậc 4, bậc 5 nên hóa đơn tiền điện tăng cao. Còn đại diện Tổng Công ty Điện lực Sài Gòn cho biết, những năm trước thời điểm cuối tháng 4 và đầu tháng 5, sản lượng điện tiêu thụ mới đạt mức cao nhất. Năm nay chỉ mới đầu tháng 4 nhưng tiêu thụ điện lại đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Lý giải nguyên nhân hóa đơn tiền điện tăng cao, đại diện công ty cho biết, trong tháng 4 sản lượng tiêu thụ tăng hơn 12% so với tháng 3. Có ngày tiêu thụ điện vượt 100 triệu kWh. Trong số 2,47 triệu gia đình tại Sài Gòn, có đến 1,8 triệu khách hàng sử dụng điện từ bậc 4 trở lên, chiếm 75%. Sản lượng điện tăng hơn 20% so với tháng 3. Truy tìm người liên quan đến vụ án loạn luân ở tỉnh Thất Bồng Lai. Mới đây, cơ quan an ninh điều tra của tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, là một người nữ sinh ngày 25 tháng 4 năm 93 ở tại Khánh Hòa Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Theo cơ quan an ninh điều tra, Lê Thanh Kỳ Duyên là người bị nghi thực hiện tội phạm trong vụ án loạn luân, hiện nay không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ điều tra. Công an Long An đề nghị những ai biết thông tin về Kỳ Duyên thì thông báo cho cơ quan an ninh điều tra ở Long An hoặc là qua điện thoại và liên lạc với điều tra viên Trần Minh Hoàng. Trước đó, Công an Long An đã ra quyết định khởi tố về vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân về tội loạn luân nhưng cho tại ngoại vì lý do sức khỏe. Liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai, Tòa án Long An đã tuyên bị cáo Lê Tùng Vân là 5 năm tù, cùng với nhiều án tù đối với những bị cáo khác về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Chủ nhà hàng ở Sài Gòn làm nhục và trấn lột khách 370 Mỹ Kim. 5 bị can bao gồm chủ, quản lý và nhân viên nhà hàng Nari ở quận Nhất, Sài Gòn vừa bị bắt khởi tố với cáo buộc lột truồng và trấn lột 9,5 triệu đồng, tương đương 370 Mỹ Kim của một ông khách không chịu trả hóa đơn cao bất thường. Báo Vietnamnet hôm 5 tháng 5 dẫn kết quả điều tra sơ bộ của Công an quận Nhất, Sài Gòn cho hay, vào lúc 1 giờ rưỡi sáng 17 tháng 4, ông DPD, 53 tuổi ở quận Bình Thạnh, ghé vào nhà hàng Nari để giải trí. Khi nhân viên tư vấn gói dịch vụ uống bia và hát karaoke với giá 40 Mỹ Kim mỗi giờ, ông D đồng ý. Đến 4 giờ sáng cùng ngày, ông D gọi tính tiền thì nhận hóa đơn 10,1 triệu đồng, tương đương 397 Mỹ Kim, gồm phí dịch vụ, thuế VAT và cả đồ ăn. Các món đồ uống mà ông D không gọi. Ông D không chịu trả tiền và lời qua tiếng lại với nhân viên. Lúc này, bà Lê Thị Phương Trâm, chủ nhà hàng, nói bớt cho ông khách còn 9,5 triệu đồng, nhưng ông D không chịu. Khi ông D định bỏ đi đòi gọi công an đến, thì bị cô Lê Thị Huệ, nhân viên nhà hàng, kéo vào trong, khóa trái cửa, đánh vào đầu, dùng chân đá vào bộ phận sinh dục, chửi bới. Tiếp đó, 3 nam nhân viên cùng cô Huệ đấm đá tát vào mặt ông D. Không dừng lại ở đó, nhóm này lột quần áo ông D rồi đẩy ra cửa, thậm chí còn dùng điện thoại quay video clip để hạ nhục ông khách. Khi ông D xấu hổ xin vào nhà hàng, một nhân viên lấy bóp tiền của ông này, tự ý quẹt thẻ tín dụng trả 9,5 triệu đồng cho nhà hàng. Nhóm nhân viên còn ép buộc ông D phải ký vào hóa đơn thì mới cho về. Sau khi được thả, ông D lập tức báo công an. Từ vụ này, Công an quận Nhất cho rằng ngoài ông D, nhóm bị can ở nhà hàng Nari có thể đã cưỡng đoạt nhiều khách hàng khác nên quyết định mở rộng điều tra và kêu gọi những ai là nạn nhân tương tự ra trình báo vụ việc. Và sau đây là những phần tin địa phương, thưa quý vị. Một học sinh lớp 8 cầm lái chiếc xe bus nhà trường khi tài xế bất tỉnh. Một cậu học sinh trung học vừa được khen thưởng khi đưa các bạn cùng trường đến nơi an toàn giữa lúc tài xế lái xe bus không còn tỉnh táo. Đài CNN đã cho đăng phóng sự mới đây. Đó là một ngày đi học bình thường vào cuối tháng 4 đối với AC Holland III, 14 tuổi, học sinh lớp 8 của trường Glen Hills Middle School ở Glendale của tiểu bang Wisconsin. Đến giờ tan trường, cậu học sinh lên xe bus để về nhà. Một lát sau, từ ghế của mình ở khoảng giữa xe bus, Holland đã nhìn thấy tài xế có vẻ như mệt mỏi, đầu gục xuống. Bé liền tiến đến phía trước, vừa xem chuyện gì xảy ra. Cậu thấy tài xế đã lịm đi và chiếc xe bus thì đang lạc vào dòng giao thông đi tới. Holland vội kéo chân tài xế ra khỏi bàn đạp ga và rồi cậu đạp thắng, bẻ tay lái đưa chiếc xe bus đầu lại an toàn. Sau khi dừng xe, Holland liền gọi 911 và bà ngoại, vốn là một y tá. Cậu cũng chỉ dẫn cho khoảng 13 tới 15 học sinh ở trên chiếc xe gọi điện thoại cho gia đình họ. Mọi người cảm ơn Holland hết lời vì đã cứu họ ra khỏi một tai nạn có thể xảy ra. Hiệu trưởng Anna Young của trường Glen Hills viết thư cho các gia đình học sinh, nói rằng cộng đồng thật là hãnh diện về AC. Thị trưởng và hội đồng thành phố Glendale cũng tuyên bố là sẽ vinh danh Holland. Sở cảnh sát Glendale cùng sở cứu hỏa của Milwaukee cũng khen ngợi Holland dũng cảm.
Holland có chút ít kinh nghiệm với xe cộ. Từ nhỏ, cậu đã theo cha đi làm công việc sửa xe. Cảnh sát Los Angeles triệt phá băng trộm đồ hàng triệu Mỹ Kim, 8 nghi can bị bắt. Cảnh sát Los Angeles vừa triệt phá một băng trộm đồ cửa hàng, tịch thu số hàng ăn cắp trị giá hàng triệu Mỹ Kim và bắt giữ 8 nghi can. Số hàng này bị ăn cắp tại một loạt cửa hàng bán lẻ ở California, Nevada và Arizona. Băng trộm này chuyển hàng ăn cắp tới nhiều nơi khác nhau khắp Los Angeles County và bán lại cho những tiệm buôn bán đồ ăn cắp. Khách mua sắm ở những tiệm trá hình này có thể không biết sản phẩm đó là đồ ăn cắp. Cảnh sát Los Angeles County phát giác nhà kho lớn chứa đầy thùng hàng ăn cắp. Hình ảnh chụp ở nhà kho này cho thấy hàng hóa đa dạng, từ thuốc men, mỹ phẩm tới đồ cá nhân và vệ sinh. Điều tra viên ước tính số hàng ăn cắp trị giá vài triệu Mỹ Kim. Sở cảnh sát Los Angeles không nói chính xác bao nhiêu vì họ vẫn đang điều tra. Trong lúc bắt giữ 8 nghi can, cảnh sát còn tịch thu một khẩu súng ăn cắp và rất nhiều tiền mặt. Cả 8 nghi can đều bị bắt vì tội trộm cắp có tổ chức và nhận tài sản ăn cắp. Họ bị giam tại đồn cảnh sát Los Angeles County ở Nam Los Angeles, tiền thuế trưng tại ngoại 60.000 Mỹ Kim cho mỗi người. Cảnh sát không nêu danh tính 8 nghi can này. Và sau đây là bản tin cuối, thưa quý vị. Nhiều chiếc xe hơi bị đột nhập ở tại ba công viên ở quận Orange. Một người đàn ông Durham đang phải đối mặt với những cáo buộc sau khi các nhà điều tra nói rằng anh ta đã đột nhập vào nhiều chiếc xe hơi ở trên các đường ở quận Orange. Theo các lệnh bắt giữ, có 4 người đã trở thành nạn nhân của các vụ đột nhập xe hơi ở tại ba công viên khác nhau. Tại mỗi điểm đều có biển cảnh báo về việc giám sát video và điều đó đã giúp cho các nhà điều tra bắt được nghi phạm. Larry Stewart bị bắt sau khi văn phòng của cảnh sát quận Orange đưa ra cảnh báo, một bức ảnh và mô tả phương tiện. Các nhà điều tra tin rằng Stewart đã đột nhập vào xe hơi vào các ngày mùng 9 tháng 4 và 23 tháng 4 ở tại công viên Hollow Rock, khu bảo tồn thiên nhiên Johnston Mill và đường mòn New Hope Creek. Stewart phải đối mặt với một loạt những cáo buộc, bao gồm phá hoại và đột nhập trái phép, đây là tội phạm hình sự, trộm cắp danh tính, gây thiệt hại tài sản. Stewart cũng có hai cáo buộc đang chờ xử phạt về việc đột nhập trái phép ở Durham. Trong lần hầu tòa đầu tiên, thẩm phán quận Orange đã đưa ra mức bảo lãnh là 10.000 Mỹ Kim. Văn phòng cảnh sát trưởng của quận Orange cảnh báo, những ai bị mất trộm thẻ ghi nợ hoặc là thẻ tín dụng thì nên hủy chúng ngay lập tức. Và đó là các bản tin trong ngày của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin kính chúc quý vị một ngày mới bình an. Xin kính chào tạm biệt.